Liên quan đến vụ rừng thông ba lá bị khoan gốc đổ hóa chất tại tiểu khu 145A, xã Đạ Sa, huyện Lạc Dương, huyện Lâm Đồng do ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhiêm quản lý. Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật khẩn trương cử cán bộ chuyên môn phối hợp với ban quản lý rừng phòng hộ tìm cách cứu chữa số cây thông ba lá bị đầu độc. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo Chi cục kiểm lâm cử lực lượng phối hợp với cơ quan chức năng huyện Lạc Dương điều tra xác minh, xử lý nghiêm các vụ phá rừng tại tiểu khu 145A. Lực lượng chức năng tăng cường các trang thiết bị để truy tìm đối tượng vi phạm, đồng thời xác định trách nhiệm của chủ rừng trong việc phát hiện, báo cáo, xử lý vụ phá rừng này. Chính quyền tỉnh yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, điều tra sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm vụ vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Mặt khác, Ủy ban Nhân dân huyện Lạc Dương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6. Trước đó, tại nhiều lô ở khoảnh 7, tiểu khu 145A, xảy ra tình trạng gần 100 cây thông bị đầu độc, chết khô hoặc là đang bị vàng lá. Ở phần gốc của những cây thông này có một số lỗ khoan sâu khoảng 10cm. Hóa chất và nhựa thông trào từ lỗ khoan tạo ra dung dịch màu xanh. Được biết, các cánh rừng vừa bị đầu độc đều có địa thế đẹp, ngay cạnh đường và gần một số khu vực sản xuất chế biến sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. Do đó, người dân địa phương cho rằng động cơ hủy hoại thông là chiếm đất rừng để sản xuất nông nghiệp. Hiện đất ở khu vực này có giá khá cao, từ 2 đến 3 tỷ đồng trên 1.000 m2.